Được thành lập và chính thức ra mắt ở mùa giải năm 2019, trong khoảng thời gian vừa qua, hòa chung với tình yêu bóng đá của người hâm mộ và các cổ động viên yêu mến bóng đá Nam Định, Hội cổ động viên bóng đá Thành Nam Anh Em Lát đã và đang phát triển theo đúng quỹ đạo với định hướng mà ban lãnh đạo và các hội viên của hội đã đưa ra. Bước vào mùa giải năm 2020, một mùa giải đầy biến động với sự ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, các thành viên của Hội cổ động viên bóng đá Thành Nam Anh Em Lát vẫn luôn cố gắng sắp xếp công việc, ổn định cuộc sống để duy trì những chuyến hành trình tiếp lửa cho đội bóng thân yêu với các trận đấu trên sân nhà cũng như trên sân khách. Bên cạnh đó, được biết đến là một trong những hội cổ động viên luôn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống của dân tộc. Ban lãnh đạo và các thành viên của Hội cổ động viên bóng đá Thành Nam Anh Em Lát đã rất nhiều lần cùng với Công ty Cổ phần Thể thao Dược Nam Hà Nam Định, Hội Thiện nguyện Đô Na Nam Định cũng như cùng với các tổ chức cá nhân thiện nguyện khác. Trong năm 2020, Hội cổ động viên bóng đá Thành Nam Anh Em Lát đã có hàng chục chuyến hành trình thiện nguyện với những chương trình khác nhau ở những địa phương và tỉnh thành khác nhau trên mọi miền Tổ quốc, đem yêu thương và sự ấm áp đến với những mảnh đời bất hạnh vì thiên tai hoạn nạn. Là một hội cổ động viên phát triển nhanh và lớn mạnh trong thời gian ngắn, mặc dù được chèo lái bởi ban lãnh đạo với những người có tâm và có tầm, tuy nhiên trong chặng đường đã qua, có những lúc con đường phát triển của Hội cổ động viên bóng đá Thành Nam Anh Em Lát gặp phải những sóng gió, tuy nhiên với sự đoàn kết và tất cả coi nhau như một gia đình, mái nhà của Lát vẫn đang trở nên ấm áp và tràn ngập sự đam mê để luôn luôn đồng hành cùng với đội bóng Dược Nam Hà Nam Định. Mừng vì đội bóng thân yêu đã vượt qua bao sóng gió để trụ hạng thành công, tiến tới mùa giải năm 2021, với sự quan tâm của Công ty Cổ phần Thể thao Dược Nam Hà Nam Định, Hội cổ động viên bóng đá Thành Nam Anh Em Lát chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa trên tinh thần đoàn kết, văn minh, lành mạnh trong việc cổ vũ, sẵn sàng đến sân để tiếp lửa cho đội bóng, cho dù trên sân nhà hay trên sân khách. Đơn giản bởi những gì mà hội đã đang và sẽ đi, đó chính là sự yêu thương kết nối và tất cả vì đội bóng thân yêu.